question. Ai nói vậy? Dạ. Đừng buồn, okay, sẽ dưới hôm nay mình có những món ăn ngon rồi tất cả với các bạn bè tới đây chung vui. Anh Dương với lại He làm nó đây. Thì bây giờ mình phát lại cái này với hai người đó nói. Cái này ở đây hay là không biết cầm đâu, tại ở nhà đâu có ăn. Bây giờ anh cầm lên. Đưa nhau cầm lên. Thì phải sao không lên, đưa đẹp thôi. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày 17 tháng 1 quá rồi. Ngày 17 tháng 1 hay ngày 17? Mà là ngày gì? Cũng là ngày. Hôm nay á, là cái ngày chú sinh ra rồi. Dạ. Rồi dạ. Cũng cảm ơn anh Giang như thế với cả các bạn. Dạ. Cầm bữa nay cầm ngay sau chứ rồi biết cầm đâu. Ở đừng khóc nha. Nhưng mà ai giờ cũng bận quá, không biết là mấy người làm hơn cảm kích quá, bất ngờ quá. Cảm động nữa. Rồi cái là đồ ăn quá trời luôn, rồi nó còn là đồ mà không thích không à. Trời ơi. Really good too. Cảm ơn. Bây giờ anh chị. Bây giờ kể công đi, kể công đi. Kể công nha. Ừ. Cái bộ vậy đó tôi xạo. Kể kể từ những ngày mà. Tới phiên coi. Coi như là ngày hôm nay đó là có người vô hả? Gì kêu gì kêu gì kêu gì kêu. Tao redo. Rồi. Có người vô. Có nghĩa là cái ngày hôm nay á là Vicky ra cái idea là làm cái bachelor party với lại cái bachelor party của hai người theo kiểu truyền thống Việt Nam từ cải lương á. Người ta là Mỹ là ở như nó ship. Còn mình là Anh với lại múa lửa thôi. Rồi thứ hai là mọi người ở đây, mọi người cùng góp chung một món đem đồ ăn đến đây để chung vui. Birthday của Helen. Rồi cho chung chúc hai người được hạnh phúc. Giống như trước ngày đám cưới ăn mừng cho nó vui vậy đó. And everybody gets together. So, yeah, mọi người rồi có ai nhận nới áo giùm không? Cái này là surprise á, mà có surprise không? Có surprise hay không? Trời ơi, quá trời. Bước vô nhà có cảm giác thế nào không? Có cảm giác cái mùi nồng nặc cái gì đó. Hay cái bu kỳ vậy không? No, Hương rất là bất ngờ. I can't believe it. Mấy người có thể decorate. Thôi khoan Hương lại. Cái nhà này nè là không còn thuộc sở hữu của ông bà chị của mình ngày hôm nay nữa. Thì mà cái ngành nghề mà decoration đó là ông cả. Tự nhiên ngày hôm nay biến thành một người phụ nữ đảm đang. Ở ngoài là chim cúc. Ở bên kia là treo và bình bông rồi decoration bơm và luôn. Rồi ta nói là giờ dớt hết. Lăn lộn ra bếp rồi lăn lên luôn phòng khách luôn. Đó, nên là Phương dữ lắm đó. Nó mới ra đi vậy đó. Hả? Mới 12 giờ gặp đi chợ. Thì ghê chứ, 12 giờ mà bây giờ ra 1 đống hốt. Rồi thôi giờ nhập tiệc đi. Ok, vậy thôi mình được rồi. Chúc mừng. Chạy chúc mừng. Chạy quá, chạy quá. Thôi chạy quá hả? Thôi vậy mình ăn chút đi. Ăn đi. Đói rồi. Rồi, khoan có giới thiệu món không? Ủa, mình có cái dĩa luôn nè. Cái này là bún cá nè. Tự bông đi. Này bông đi. Nhưng mà phải chạy lên đó lấy dĩa xuống. Ừ. Ăn chung. Rồi, hình rồi phải không? Giờ lấy dĩa xuống. Còn quay với lại với